Regenerative agriculture today is the vision that Bayer has for the future of farming. Our mission at Forward Farming is demonstrating sustainable agriculture in practice, where we aim to build a truly global network of independent and entrepreneurial farmers who lead by example. When you think about the issues impacting farmers today, smallholders, largely aging populations, productivity is decreasing because of climate change. You really need to work alongside with the government, with the farmers to bring the right solutions. Mô hình nông nghiệp phát triển bền vững hướng tới tương lai lần này của BE là sự hợp tác giữa công ty BE và Trung tâm khuyến nông quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp trong khuôn khổ của chương trình phát triển 1 triệu hecta lúa theo định hướng nông nghiệp bền vững. Qua mô hình này, BE hướng tới nông nghiệp bền vững thông qua 3 lĩnh vực, đó là chăm sóc mùa màng bằng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy hợp tác cùng phát triển bền vững. Cái dự án Forward Farming có rất có ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nó đã đóng góp vào cái mục tiêu của đề án 1 triệu hecta lúa bởi cả hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề cung cấp những cái công nghệ mà do các khối tư nhân cung cấp, mà đây vai trò chủ đạo của BE và các bên tham gia khác của khối tư nhân trong sản xuất lúa gạo. Thứ nhất là cái gói kỹ thuật giảm lượng giống gieo xạ theo cái công nghệ xạ cụm của công ty Sài Gòn Kim Hồng. Thì với mô hình này chúng tôi xạ được mật độ là 60kg trên 1 hecta, là giảm bình quân 40kg so với mật độ khuyến cáo là 100kg trên 1 hecta. Cái thứ hai là công thức bón phân và cách bón phân của công ty Bình Điền. Thì theo ước tính hiện tại chúng tôi sử dụng công thức là chỉ có 60kg đạm trên 1 hecta so với là 90kg đạm so với quy trình sản xuất bình thường. Cái thứ hai là cái kỹ thuật bón phân vùi. Thì đối với cái kỹ thuật bón phân vùi này sẽ giúp làm giảm cái lượng NO2 phát thải, giảm lượng đạm phát thải. Cái thứ ba là gói Metmorite của Bayer. Thì đối với cái gói này sẽ làm giúp là bảo vệ năng suất và tăng chất lượng hạt gạo. Và mong muốn cái đề án này là vừa mang lại thu nhập cao cho người sản xuất lúa, vừa góp phần an ninh lương thực không chỉ cho quốc gia Việt Nam mà góp phần an ninh lương thực cho toàn cầu. Và hiện nay thì như ở trên đồng ruộng chúng ta thấy là sau thời gian chưa đầy 2 tháng đã phát huy hiệu quả rất tốt bằng cái công nghệ là xả phun, bằng những công nghệ là giảm cái lượng xạ và bón các cái loại phân công nghệ cao chậm tan, chỉ bón một lần. Và Forward Farming cũng đã đóng góp vào khâu tổ chức sản xuất. Trong quá trình tổ chức ở dưới hiện trường thì Forward Farming chú trọng đến vai trò là nông dân và các tổ chức nông dân, đó là hợp tác xã. Mô hình mới được triển khai ở một cái địa điểm hết sức là thuận lợi, và dưới sự hợp tác của khuyến nông Cần Thơ, mô hình đã diễn ra. Và những con số quý vị có thể được biết là ngày 10 và ngày 11 tháng 8 2023, kết hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chúng tôi tổ chức một cái buổi tập huấn cho 50 cán bộ khuyến nông. Sau đó từ ngày 14 cho đến ngày 25 tháng 8 là tập huấn 2.000 nông dân về cái quy trình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó có 500 bà con nông dân là nữ có cái chuyên đề là chăm sóc sức khỏe nữ giới. Quyết định hợp tác thì tôi cũng nhìn và phải dòm ngó xem rằng công ty này như thế nào, cái lợi nhuận của nông dân trên hàng đầu hay không. Thì tôi thấy Bayer là một trong những công ty như thế. Vì vậy tôi nghĩ khi đi cùng với Bayer cũng như là Bình Điền, sẽ công ty Kim Hồng không lớn, nếu cùng nhau hợp tác thì sẽ là đi tới xa hơn. Thì mình yêu cái nghề nông này nè, mình thấy ông bà mình ngày xưa truyền thống mà sống theo cái nghề nông, mà thấy nó ăn chắc mặc bền, cái anh cũng làm theo thôi. Chứ thì bây giờ là yêu rồi. Năm anh nhớ là cũng năm 2021 là cái mùa dịch mùa hành nó hoành hành nông dân mình á, rồi làm năm đó với cái giá lúa nó cũng rẻ nữa, là cái năm đó là nó ấn tượng nhất là của đời anh đó, là làm năm đó là coi như là nông dân mình là nói trắng tay thì nó không phải, nhưng mà nó rất là lỗ nhiều.
Thì cái hỗ trợ này thì anh thấy vô làm thì anh thấy là nó cũng giảm cái chi phí của anh rất là nhiều, bởi vì anh thích công ty Ba Ơ để mà hợp tác với anh em làm, ta hướng dẫn cho mình tận tình, mình làm cái cách phân thuốc đồ người ta hướng dẫn cho mình, ta cũng vô ra thường xuyên làm chỉ cho mình tận tâm cái mình làm á. Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến như là một vựa lúa của Việt Nam, không chỉ phục vụ cho nhu cầu nội địa mà còn cho xuất khẩu. Với vị trí là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long và với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Sở Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông, chúng tôi đã chọn, hy vọng trong tương lai sẽ mở rộng ra khắp các tỉnh thành của cả đồng bằng sông Cửu Long. When we talk about sustainable agriculture and when we talk about regenerative agriculture, which is not only producing more with less but restoring more, one of the things that I like the most is what are we going to leave to our sons and daughters? What are we going to leave for the ground? How can we continue to provide good quality food for growing populations? And how can you leave the farms in a better state in terms of its soil for tomorrow? So what we do today, what we invest today is so critical to ensure the food security, the long-term sustainability of the farms for tomorrow. Và tôi rất là tâm đắc với những cái câu nói mà có nhiều người nói rằng là muốn đi nhanh một mình mà muốn đi xa chúng ta cùng nhau đi. Đã nói đến chuyện forward, hướng tới tương lai chứ không có điểm dừng. Người ta hay nói một câu, một cây thì chẳng bao giờ mà lên non cả, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tôi suy nghĩ cái đó, điều đó là rất hay.